Qua thì Đạt cũng để cho anh một cái radio nghe nè. Đó, có sáng nay thì Đạt mua phở hay sao á. Và ốc nhất thì coi như thì cho bùi hồ sẽ tạm thời kết thúc tại thời điểm này. À, người nó tàn. Bây giờ mình phải giữ hình tượng của mình trước công chúng đúng Đúng mà nói cho mình không? nghe, chủ lúc trước khi mà quay ra bây giờ không dám dòm trong màn hình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Cũng sau hơn 10 ngày thì Bùi Hồ quay trở lại thăm anh Cường. Hiện nay thì vô đây á, thì anh Cường cũng đang ngủ rồi cậu bác quý anh chị. Cái nơi ở cũng khá là sạch sẽ ha. Mấy ngày qua thì Đạt cũng để cho anh một cái radio nghe nè. Đó, có sáng nay thì Đạt mua phở hay sao á. Những ngày qua thì theo dõi Đạt á, thì thấy anh Cường cũng đã tiếp xúc được với lại người lạ rồi. Đó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng. Ngày hôm nay ra giờ này anh ngủ rồi. Lớn mà phát hiện là anh chửi nữa. Có dép men nữa kìa. Ở trong này có một cái ghế, một nước và anh súc miệng. Có kem đánh răng nữa nè. Thôi thế bây giờ ảnh như thế này thì cũng cũng thấy an lòng tí xíu. Mong rằng trong thời gian tới anh sẽ có một sự chuyển biến tốt hơn và cuộc sống của anh có thể dần dần hòa nhập được với cộng đồng. Cũng trong những cái đoạn clip mà Bùi Hồ có chia sẻ thì nói hạn chế cho anh Cường hút thuốc và ăn nhiều trái cây vô. Và để theo dõi tình hình của anh Cường coi như thế nào. Sáng nay cũng hơn 10 giờ thì Bùi Hồ có mặt ngay tại chỗ của anh Cường. Được dừng một cái tấm màn để có thể là che mưa che nắng được luôn. Những ngày qua thì Bùi Hồ bận đi công tác ở Thái Lan nên thành thử là không có qua nhà thăm Út Nhất cũng như là anh Cường. Và trong những đoạn video clip á, Đạt thì cũng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình Út Nhất cũng như là chăm lo cuộc sống hiện tại cho anh Cường. Bùi Hồ nhận thấy thì Đạt cực kỳ chăm sóc tốt và anh Cường có thể giao tiếp được với mọi người và thậm chí là những cái sinh hoạt hàng ngày thì anh Cường lại có một cái chuyển biến tốt hơn. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Cũng như ở trong video clip trước thì Bùi Hồ có nói chia sẻ là sẽ ngưng thuốc một thời gian để đưa anh Cường đi bệnh viện. Tuy nhiên vào thời điểm này những cái chuyển biến của anh Cường là những chuyển biến tốt, có thể tiếp xúc được với những người bên ngoài và đặc biệt là Đạt đã chia sẻ và động viên anh Cường có thể tâm sự được nhiều hơn. Thì cũng rất là mừng cho một người như anh Cường bị một cú sốc thì được Đạt hỗ trợ quan tâm có được như ngày hôm nay. Và trong thời gian tới thì Bùi Hồ cùng với lại Út Đồng Tháp và Mộc Đồng sẽ có mặt ngay tại thành phố Cà Mau để hỗ trợ hoàn cảnh của em Tú, một cô gái xinh đẹp mắc bệnh lạ, để hỗ trợ cắt một cái ngôi nhà cô bác quý anh chị. Và thời gian tới thì các anh em cũng khá bận bịu với công việc này. Và câu chuyện của anh Cường và Út Nhất thì coi như thì cho Bùi Hồ sẽ tạm thời kết thúc tại thời điểm này để cho Đạt có thể chia sẻ những cái hình ảnh về anh Cường cũng như là những tâm sự bên Cường cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Thông tin với cô bác quý anh chị vào thời gian vừa qua thì Bùi Hồ có một chia sẻ như thế này là về vấn đề thuốc men á, thì để hỗ trợ cho anh Cường uống và có thể thần kinh ổn định hơn thì trực tiếp Đạt và cũng như là gia đình Út Nhất hỗ trợ thuốc men để cho anh Cường điều trị tại nhà. Ở vấn đề này thì Bùi Hồ khẳng định một lần nữa là Bùi Hồ không sử dụng một liều thuốc nào hoặc là trực tiếp đưa cho anh Cường hoặc là nhận thuốc cho anh Cường uống. Ba anh em
không có nhận thuốc để cho anh Cường uống, cũng như là đưa thuốc cho anh Cường uống, mà từ Đạt và Út Nhất thì cũng có một hướng tích cực, thì cũng khá là mừng luôn cô bác anh chị. Ở khi mà Bùi Hồ quay về clip lờ với anh Cường, Út Nhất thì cũng nhận được một vài bình luận tiêu cực như thế này: tại sao ngoài kia có nhiều hoàn cảnh khó khăn không đi giúp mà lại quay anh Cường nhiều như vậy, hoặc là quay Út Nhất nhiều như vậy. Đến thời điểm này thì cũng ngưng được rồi cô bác anh chị, và chờ những cái chuyển biến tiếp theo. Và cũng như là Bùi Hồ sẽ còn một cái đoạn clip đưa anh Út Nhất đi lên Sài Gòn làm lại cái hàm răng mới là xong. Thì cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị nhờ những đóng góp tích cực cô bác cho cô bác anh chị, cho ba anh em, thì ba anh em sẽ có được những cái động lực để đi đến những cái hoàn cảnh khác tiếp theo. Những đóng góp tiêu cực của cô bác anh chị thì Bùi Hồ và các anh em cũng sẽ ghi nhớ, và có thể là cái nhận xét nào đúng thì mình nên khắc phục và sửa lại. Thì cho Bùi Hồ nói lời cảm ơn đến tất cả cô bác anh chị đã xem và đồng hành cùng với kênh. Cũng có nhiều cô bác anh chị có một cái hiểu lầm như thế này, là Bùi Hồ nói ngưng thuốc thì Đạt lại đang quay, nội bộ có vấn đề gì chăng? Thật ra thì các anh em vẫn chơi với nhau, vẫn thường uống cà phê với nhau. Thì Đạt hỗ trợ ở đây thì các anh em sẽ về Cà Mau hỗ trợ những cái hoàn cảnh khác để chia ra, để có thể giúp được nhiều người hơn. Cũng cảm ơn cô bác của anh chị rất là nhiều. Và bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đi vô thăm Út Nhất với anh cụ một tí xíu nữa. Và những cái đoạn phim mà Bùi Hồ chia sẻ ở đoạn clip đầu là cuộc sống thực tại của anh Cường cũng đã tiến triển hơn rất là nhiều. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Cảm ơn cô bác của anh chị rất là nhiều ha. Bây giờ ba anh em cũng một hai ngày nay tới đây thì sẽ có những cái đoạn phim rất là hay về em Tú, một cô gái xinh đẹp ở Cà Mau mắc bệnh lạ, có những cái phần quà thật là ý nghĩa cho em từ Đồng Tháp nè, những cái phần quà từ người bạn ở phương xa, đó là từ Mỹ hỗ trợ cho một có một cái căn nhà với một số tiền cực lớn của cô bác anh chị. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vào trong với Bùi Hồ ha. Em chào Út Nhất. Em chào anh Út. Cũng những ngày qua rồi gần 10 ngày không gặp Út Nhất cũng buồn. Thấy Út Nhất bữa nay gương mặt mơn mởn ra này. Hay làm ăn đâu chắc cũng được đúng không? Ừ, biết làm ăn được. Mà ăn nhiều hơn làm hay làm nhiều hơn ăn? Không biết làm nhiều hơn cái ăn. Làm nhiều hơn cái... Cái nào cái ăn thì giờ chưa có được đạt không? Cái hàm răng bây giờ ăn bánh cam được chưa? Không, cũng như không biết tháo đường ra cơ. Tháo đường ra hả? Như mình lột cái lớp đường ra, cái mình bỏ cái mình mà bẻ cái nhân trong cái nó mềm. Ăn cái mềm. Ừ, biết ăn được. Vậy là người ta có trừ tiền không? Không, cái đó là cũng như mình mặn là biết đi mặn mướn là nào ngay anh em nào ngay ai cũng không có la biết khơ khơ. Không, ý em nói là bánh cam là 5.000 tháo đường ra còn 4.000 chứ. Không, cái đó mình mua rồi mình mới tháo cơ. Chứ mình đang mua mà mình lột ra đâu có chịu. Năm mới mốt mình trả giá đó, tôi không có găng, tôi cần tháo đường tôi bớt tôi 1.000. Thôi đi, nói chơi cậy cũng có 1.000. 1.000 cũng tiền chứ bộ. Mày biết rồi mà điều đó mình thấy thôi, mình nói vậy kỳ lắm. Có gì đâu kỳ. Tao nói không, cái vụ gì mua mà lột đường ra mà trừ tiền. Chứ sao? Thì đúng rồi. Hả? Dễ vậy thôi, khó lắm. Mình thấy cũng như người ta bán có 5, ủa thì người nào ăn đường không ăn bánh cam thì người đó mua riêng 1.000. Thôi mình thấy ba cái nó có 7.000 bạc, không tự lột đường người ta. Ồ, ba cái có 7.000 hả? Chứ mà cái 5.000 hả? Ba cái nó 7.000. Ồ, lột đường ra cái còn có 1.000 mấy thì nghỉ. Lột đường ra của người ta thôi. Bữa nay bộ đồ Út Nhất mặc là thấy Út Nhất sang quá à. Mặc bộ đồ hả? Theo phong cách của người Hoa. Bộ đồ này mình sẽ lâu rồi. Bây giờ đâu còn là Út Nhất của ngày xưa đâu. Lâu rồi không, đừng nói vậy cơ. Sao vậy? Nói chơi tại kiểu như ấy vậy chứ, Út Nhất cũng thấy gì chứ cũng lầm lụng lắm, thấy gì đó. Thấy móng của mình không? Nhưng mà lúc nào làm thì làm, chứ lúc nào ở nhà thì mình cũng sạch nói sẽ. Với mình cũng đỡ. Nhưng mà sao hôm nay nhìn đẹp trai đẹp gái quá vậy? Hả? Động lực nào? Động lực con gái. Bùi Hồ nào ngay cũng năng nó viết lên thì nào ngay cũng khoảng khác ngự một chút, nó cũng không có gầu lo như ngày xưa nữa. Ngày xưa cũng như thấy nó ngừ nó tàn. Bây giờ mình phải giữ hình tượng của mình trước công chúng đúng không? Đúng rồi, nói cái mình của lúc trước sao mà quay lên giờ không dám dòm trong màn hình. Sao ạ? Gì đâu mà ốm như con ma cây giờ mặt mày không nhìn không ra. Bữa nay là được nhiêu ký Út Nhất? Út Nhất nào ngay hởm gạo chứ không có căng. Nhưng mà em thấy là chắc lên ký lại đó. Út Nhất nào ngay hởm gạo. Gương mặt bữa nay là có hồng hào lại. Út Nhất nào ngay có căng với anh Út rồi. Ăn ngủ được hơn đúng không?
ngủ thì nó đỡ hơn nhiều hơn mua lúc trước mình nhiều. Ừ. Và nó đỡ. Ừ. Còn ăn uống thì sao? Dạ, bữa nào nghe ăn uống thì nó ít. Bữa nào nghe ăn có một chén cơm là gọi vậy đó. Chén một à. Một tháng sau, sau khi ngôi nhà của Tú xong á, chậm nhất đi làm gan. Lên chị Quỳnh. À, trồng lại hầm gan cho nó khô cái nú gan đi cái đã, cho nó lành cái nú gan cho nó hết sưng á. À, thì mình đo ni nó sẽ dễ hơn. À, thì em sẽ nói với lại chị Quỳnh cái vấn đề đó ha. Ừ, mình cũng còn đi Sài Gòn một chuyến nữa, đúng rồi, một hai chuyến gì nữa chứ không phải bỏ nhất luôn. Yeah. À, thông tin với cô bác anh chị, những ngày qua các anh em đang có mặt tại Thái Lan đi công tác, thì sau đó thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị hỏi mua khô điện không được, vừa hôm quanh chuyển dùng quốc tế anh nữ là số không gọi được. Rồi rất là nhiều cô bác anh chị mua khô mà không có chuyển được, chưa chuyển được. Hôm nay thì chiều nay thì sẽ có một đoạn live stream với lại Út Nhất về cái việc mà bán khô sạc bỏi thời gian qua tại sao không bán, có thời gian lỗ luôn cô bác anh chị, mà vì sao lỗ thì để Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị biết lỗ luôn. Út Nhất lỗ tại vì thấy không được trả cái gì đó trả, để từ từ. Ừ, để biết sao lỗ thì từ từ cho cô bác anh chị biết. Chiều nay bí mật nhớ đón live stream vào lúc 17:15 nha cô bác anh chị. Rồi bây giờ như thế này, vấn đề Bùi Hồ hứa thì phải làm. Thứ nhất là phải hỗ trợ nhất làm gan. Thứ hai là cũng live stream bán khô cho cô bác anh chị chứ không phải ngưng bán. Chứ không phải chảnh chẹ gì mà bán khô điện không có máy nhắn tin không trả lời. Sợ trả lời nó bị trôi tin nhắn lên một đồng. Đúng rồi. Nó khó lắm. Phải lên đơn. Đợt rồi mưa bão lịch ngay nghỉ lễ 2/9 nữa. Nhiều cái công việc nó dồn tới lui á, nên là nữ là hơi bị bận bịu tí xíu. Cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tại vì công việc của YouTube đi cũng khá nhiều. Mà lại bán khô thì mong cô bác anh chị thương yêu đã ủng hộ cho Bùi Hồ cũng cảm ơn rất nhiều. Thứ nhất là trồng gan, chiều nay là chỉ bán khô. Việc thứ ba thì Bùi Hồ nấu nhất như thế này. Trong khoảng một tháng tới thì Bùi Hồ sẽ có mặt kênh Bùi Hồ, với lại chắc có lẽ anh Một Đồng rồi sẽ có mặt ở Cà Mau để hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Tú. Một cô gái mà 26 tuổi mắc bệnh lạ nằm trên xe để bắn với số với mẹ mình á. Thì em sẽ về dưới để hỗ trợ cắt nhà. Thì khoảng một tháng. Thì buồn không? Không, rất vui cưng. Thấy cũng như cái thằng đăng lên cái clip của Út Nhất á, thấy nó cũng tội. Ừ. Thấy cũng tội nghiệp. Bởi vì cũng nói với anh ba nói kệ nữa cho về Bùi Hồ nó đi xuống dưới cắt nhà cho nhỏ em ở dưới đó. Nó cũng phải cái hoàn cảnh nó còn hơn mình nữa. Ừ. Tưởng đâu nó đi xa hỏi buồn không, ông nói vui cưng. Mình tưởng đâu ông ghét mình dữ lắm á trời. Sao mà làm em thất vọng này đến thất vọng khác vậy? Sao nhỏ mà hỏi buồn không mà nói thương Bùi Hồ nhất mà cứ tối ngày hỏi xa buồn không vui cưng. Sao thằng ai cứ vắng cưng thì nào nghe nó buồn thiệt, cũng như mấy chị cũng hỏi hoài. Ừ. Nói không thấy cưng qua quay nào nghe nói cưng đi làm ở trên, ủa cưng đi chơi rồi. Ừ. Rồi thôi chia sẻ với Nhất như thế này nè. Anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ có nói là gửi tiền cho Bùi Hồ 15 triệu để hỗ trợ cho bé Tú, ở cho anh Cường đi bệnh viện. Tuy nhiên vào thời gian này thì Bùi Hồ thấy Đạt á cùng với anh Cường có phát triển hơn so với thời gian lúc trước. Không còn chửi bới nữa. Có thể giao tiếp với Đạt, có thể giao tiếp với anh Cường được. Thì để cho Đạt ở đây để mà lo liệu cho anh Cường ha. À, rồi cái vấn đề đi bệnh viện thì tạm thời ngưng. À, nha. À, để cho Đạt có thể tiếp xúc để cho có sự chuyển biến tốt hơn. À, ha. Ông Nhất đồng ý không? Ông Nhất cũng đồng ý nữa, cũng nào ngay cũng cảm ơn anh Nghiêu cũng đồng nghiệp ảnh. Nào ngay thì kệ đi, như Đạt nó cũng như nó đang giúp đỡ cho Cường đó. Thì để coi nó làm rồi cái như cái nó phát triển như thế nào. Thôi sáng nay thì Bùi Hồ có điện cho anh Nghiêu. Thì anh Nhiêu nói từ thì em cứ lo giải quyết cái công chuyện ở Cà Mau đi, còn chuyện anh Cường thì để đó từ từ xử lý. Anh Nhiêu cũng có quyết định như vậy rồi. À, cũng thông báo với lại anh cô bác của anh chị, cũng như cô bác của anh chị như thế này. Trong thời gian điều trị tại nhà thì anh Cường cũng có uống thuốc từ Mạnh Thường Quân gửi, và thông qua thì kênh Đạt Đồng Tháp nhận, thì em không có liên quan cái vấn đề gì đối với thuốc cho anh Cường uống. Đâu ra đó phải rõ ràng nhé, không nhất nha. Đúng rồi, chuyện nào ra chuyện nào. Thì Mạnh Thường Quân gửi cho Đạt để cùng Út Nhất với lại Đạt hỗ trợ cho anh Cường điều trị. Thì em không có liên quan đến cái vấn đề thuốc. Còn anh em với tụi em với nhau chung nhóm thì vẫn bình thường.
Đây thôi, đôi khi cô bác anh chị nói không hiểu lầm là tại sao là quay điện lại không có đạt. Nhằm khi là vừa rồi đi Thái Lan công tác cũng có người ngủ đạt, nhưng mà đạt bận vì cái việc công việc gia đình nên là nữ là đạt không có đi được, cũng buồn buồn. Nhưng mà thôi thì mỗi người mỗi công việc khác nhau, nên là nữ là đạt ở nhà thì thấy nó cũng cho anh Cường tiến triển, tín hiệu đáng mừng lớn nhất. À, cơm. Ừ. Rồi giờ có muốn nói gì nữa không? Không, muốn biết cũng nhắn là như là Mạnh Hùng Quân này kia đó với mấy anh chị hỗ trợ cho nhà mình đó. Ừ. Có chứ cũng rất là cảm ơn rất là nhiều. Ừ. Với anh Nhiêu. Nhiêu. Nhiêu anh. Nhiêu. Lê Quang Nhiêu. À, Lê Quang Nhiêu cũng tốt nghiệp ảnh. Ờ. Anh Lê Quang Nhiêu cũng hỗ trợ để mà tiền xây nhà đó. Tiền xây nhà đó chứ cũng. Rồi còn 15 triệu là gỡ riêng để mà đưa đi bệnh viện. Nhưng mà anh nó có nói bao nhiêu trao đổi thì bây giờ vấn đề đó tạm ngưng. À, bây giờ anh Cường cũng phát triển cũng khá là tốt. Phát triển nói với anh Nhiêu là nó phát triển cũng nhiều. Và anh Nhiêu sẽ coi được clip này. À đúng rồi. Cô quay thời gian vừa qua người ta cũng chửi em quá. À, chửi thì không biết mình không biết như thế nào. Có nhiều cô bác anh chị nói là chia sẻ về Út Nhất để cho mọi người xem. Mình xem 1000 tập về Út Nhất người ta vẫn thấy vui. Rồi bên cạnh đó cũng không ít cô bác anh chị là nói là tại sao mắc mớ gì mà phải quay Út Nhất hoài, không quay những cái hoàn cảnh khác. Chắc tụi nó quay câu view để kiếm tiền hay sao. Thì thật ra như chia sẻ thật với cô bác anh chị như thế này. Công việc hiện tại của Bùi Hồ và các anh em là làm YouTube, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn và kết nối với quý Mạnh Thường Quân. Tiền kiếm được á là nhờ quảng cáo từ các nhãn hàng đặt vào video của mình. Thì mỗi lượt xem cô bác anh chị thích á, mà chia sẻ thì anh em sẽ có kinh phí đi lại. Tại vì lo được cho gia đình á, thì mới lo được cho ngoài xã hội. Không có tiền thì các anh em tụi em cũng không có kinh phí đâu mà đi nhiều như vậy. Thật sự là như vậy. Hỏi làm YouTube có tiền không? Khẳng định một điều là có. Nhưng mà tiền đó từ đâu? Tiền đó là từ tiền nhãn hàng quảng cáo đặt vô cái đoạn clip của tụi em. Chứ tụi em không có lấy tiền của Út Nhất và cũng không có tiền của Mạnh Hùng Quân hay như thế nào. Mà tụi em sẽ chia và sẻ vào những cái cuộc sống nè, văn hóa nè, rồi thậm chí là hoàn cảnh khó khăn. Những cái hoàn cảnh khó khăn á thì nó lại khác như thế này. Giải thích rất nhiều lần rồi. Tại sao ở ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn người bệnh đau ốm già yếu mà không giúp, cứ quay Út Nhất hoài? Tại vì duyên người nào thì người đó hưởng. Có những người á nằm ở trong bệnh viện gần chết luôn nhưng mà họ không được giúp. Người này vừa mới sụp xuống người kia lại giúp, thì đó là phước của kiếp trước họ còn nên họ được giúp để họ vượt lên. Còn khi người nào mà hết phước rồi á, không còn phước nữa thì coi như là tụi trùi rồi đó. Thì đó là một điều bình thường. Làm sao mà có thể giúp được hết tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn được? Không có ai làm được chuyện đó. Nên là nữ là cả mẹ Quan Âm cứu thế hay Phật cũng đâu có cứu hết được. Phước hay tội do mình làm thì mình tự chịu đó. Còn giúp hoàn cảnh này hoài, tại không giúp được hoàn cảnh khác. Bùi Hồ nói đơn giản vậy cho cô bác cứ anh chị biết. Trồng cái ớt thì nhận được trái ớt, trồng cái nhãn thì nhận được trái nhãn. Phước mình còn thì mình hưởng, phước mình hết thì coi như là hết hưởng vậy thôi. Đúng không Nhất? Đúng rồi. Cũng như cái câu chuyện á, tại sao có người mà bệnh nan y, hai người cùng bệnh nan y, người này là ông thầy nan y đó. Ông thầy nói uống thuốc nam nó hết bệnh nan y đó luôn, sống lại. Người kia cũng uống nghe ông thầy đó luôn, về nhà ngẫm củ tỏi. Thì cái đó là do ông kia ổng còn duyên còn nợ với cõi đời này, ổng còn vướng còn sống được. Còn ông này ổng hết thì ông phải qua đời thôi. Đấy, chuyện đó là chuyện khá là bình thường, đúng anh Màu Đồng? Em phân tích gì anh thấy đúng không? Đúng, đúng. Cùng một loại thuốc, cùng một ông thầy, nhưng mà hai người, người uống hết, người uống không là sao? Đúng không? Thì phân tích cho cô bác của anh chị để hiểu hơn. Vì sao các anh em lại chia sẻ những cái câu chuyện vẫn nhất mà trong thời gian ngắn 2-3 ngày nhận hơn số tiền 200 triệu. Vì sao bé Tú là trong thời gian ngắn bây giờ lại nhận hơn số tiền 200 triệu thì nó là như vậy. Ha, thì cũng mong các cô bác anh chị hiểu luôn về cái công việc làm của các anh em và nội dung của các anh em chia sẻ để mà cô bác anh chị hiểu thêm. Nếu như mà có thích thì xem, còn không thích á, thì đừng bình luận những cái lời cay nghiệt, nhằm khi những người mà làm mới như Út Đồng Tháp đọc bình luận về nhà nằm suy nghĩ nhức đầu luôn, thậm chí là mấy ngày qua là thức trắng đêm tóc bạc luôn. Thì cô bác anh chị cũng mong không để lại lời ngọt ngào, thì cũng lặng lẽ đừng có bình luận hoặc là khỏi cho like cho dislike gì, để cho mọi người có thể hiểu thêm, rút ý kiến, có bình luận góp ý thì cảm ơn, đừng có chửi la
nghiệp tội nặng lắm. Đó, được chưa ông Nhất? Được. Nghe nói thì sao buồn buồn vậy? Không có, nghe thường nói thấy cũng đúng. Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà người ta thương Út Nhất là như nè, có tiền mạnh đường quân rồi, có cái sổ rồi, không có ăn chơi gì hết trơn á, vẫn lo đi xuống gãy xuống ruộng à, làm 120 ngàn, đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Người ta thương, tại sao người ta lại thương Út Nhất? Vì một người con hiếu thảo biết cần cù thì người ta thương. Có bao nhiêu người làm được như Út Nhất? Cái này là Bùi Hồ nói thật. Trên thế gian này rất ít người giàu tiền, thậm chí có những người họ rất giàu nhưng mà họ vẫn chưa làm được như Út Nhất. Nhưng không phải nói vậy để cho Út Nhất ỷ lại, mà nói để cho cô bác anh chị nghe được biết rằng cuộc sống là như vậy. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là xuống thăm cụ tí xíu nữa. Rồi vài ngày nữa mấy anh em cũng có mặt ở tại Cà Mau rồi. Mà cũng qua thăm lại thường xuyên, mà cũng cô cũng bán khô với Út Nhất tối nay. Cũng ra khô, Út Nhất cũng có tiền, tại thấy hôm nay cứ vắng đó. Thấy không có bán, thấy cũng ấy. Tối nay nhớ mặc đồ đẹp đẹp, bung lụa live stream hát nha. Thôi đi thăm ông cụ con gái. Thì Bùi Hồ muốn tìm đến ông cụ nhưng mà ông cụ lại ngủ say à. Bùi Hồ không muốn phá giấc ngủ của ông, tại vì người lớn tuổi thì lại ngủ rất là khó, nên là nữ ngủ trưa như thế này được cũng mừng cho ông. Thôi thì bây giờ thì chắc cô bác của anh chị thấy xa xa thì thấy ông cụ ngủ khá ngon ha, sức khỏe khá là ổn định. Bây giờ thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Lâu lâu này một hai tuần hay nửa tháng Bùi Hồ cũng quay lại hoàn cảnh của ông cụ và ổn nhất cho cô bác của anh chị xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác của anh chị ở quý mạnh thường quân ở video clip sau. Có gì lời nói của Bùi Hồ sơ sót á thì mong cô bác của anh chị bỏ qua và quan tâm và thương mến Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại.